À, cũng hơi bài chút xíu, cho nên là cũng hơi cằn nhằn ha. Nhưng mà có lúc thì nói cũng hơi sụ mặt, có hơi khóc, nước mắt cũng hơi chảy. Nhưng mà nghĩ nó là cũng có cái bệnh, cho nên là không có dám nói nhiều. Mổ tim 2 lần rồi, năm 92 mổ 1 lần, 2008 mổ 1 lần nữa. Có muốn nói gì nặng á, cũng nói nhẹ nhẹ thôi, cũng không dám nói nhiều. Dạ. Thành tử ra cho nên là... Dạ, tại vì bệnh tim thì không dám nói. Dạ. Chứ nếu như không bệnh chắc cũng khó nói nhiều hả cô? Tôi là Lê Thị Mây, nay 76 tuổi, quận Gò Vấp. Đây là con dâu. Dạ. Chào MC Hương Linh, chào Lê Lộc. Dạ. Xin chào quý vị khán giả. Tôi là Phan Thị Cơ, năm nay 54 tuổi. À, thiếu một ngày nữa là làm dâu của má được 32 năm 1 tháng. Ôi, 32 năm 1 tháng. Nhìn cô, nhìn chị quen lắm nha. Hôm nay đến đây là có gia đình là 4 thế hệ. À, 4 thế hệ, tứ đại đồng đường đó. Hôm trước là chị ngồi cái ghế mẹ chồng đây rồi đúng không? Dạ đúng. Hôm nay mình ngồi cái ghế đó với tư cách nàng dâu ha. Trở ngược về quá khứ đó, cái thời gian 30 mấy năm về trước đó. Yeah. Khi cô gặp một con gái, cô con gái còn trẻ trung, chuẩn bị làm dâu của cô, thì cô thấy ấn tượng với người con gái như thế nào? Đầu tiên thì con trai có quen với cô này, nhưng mà về thì cũng có cũng nói thỏ thẻ với mẹ. Năm đó mẹ cũng lên trên nhà để tìm hiểu. Yeah. Rồi mà thấy cô này cũng rất là hiền, vui vẻ, thỉnh thoảng này lâu lâu thì cũng có xuống nhà chơi. Mà mỗi lần xuống nhà chơi thì lần nào xuống cũng bị tự nguyên hết. Mỗi lần xuống đó thì ví dụ như ngày rằm thì cúng rằm á, thì xong rồi cái cô dâu về thì tôi cũng sơ ý đi, cô dâu nói là xuống này đám giỗ, nói với mẹ là xuống đám giỗ chứ không phải xuống là cúng rằm. Rồi cô dâu về mua bánh về gửi, nói là bác cái gì gửi về. À, cô con dâu coi như là lấy lòng mẹ chồng dữ quá ha. Tại vì Quyền Linh phía sau ba má trên nhà khó lắm, lớn hơn má đây hơn 10 tuổi lận, cho nên là sống theo xưa. Ba má sợ nhiều khi bị sợ dụ dỗ. À. Cho nên là nhiều khi là mỗi lần đi xuống với nhà này chơi thì nói dối là đến nhà chị bạn hay gì đó. Lâu lâu mới là công khai xuống ngày Tết, hay là lấy cái cớ là đi ăn đánh giỗ thì má cho đi. À. Hồi xưa thì má lên nhà thì cũng sợ lắm, tại sợ nhiều khi mình quen con người ta rồi, người ta đến nhà người ta bắn vốn nữa. Lúc đi làm về cái nghe má nói hồi chiều có má Hoàng ghé chơi, cái nói ủa lên chi má, má nói không chỉ lên chơi thôi, cái nói chứ trời mà run trong ruột lắm á, run rồi sợ nhiều khi là không dự ý đến là người ta bắn vốn cha mẹ mình nữa là cũng buồn. Nhưng mà cái nó không có sao. Rồi hỏi anh nói chứ tại vì má đồng ý em rồi cho nên là má mới đến nhà để má tìm hiểu vậy thôi chứ không có gì hết. Không biết là cái ấn tượng khi mà cô gặp bà lần đầu tiên cô còn nhớ không? Đến nhà chơi ngày Tết. Dạ. Ngày mùng 3 Tết. Dạ. Thì bà cũng đi chúc Tết về rồi cũng chào hỏi vậy thôi. Nhưng mà sau này kể với mấy chị bạn nghe là em quen anh này là con một. Cái má nói trời mày gan dữ vậy. Con một thường thường là má chồng khó dữ dội lắm đó. Thôi mày trốn đi, nói chứ giờ lỡ thương sao trốn. Rồi cái nhưng mà mình tìm hiểu thì mình thấy con một đâu phải là khó, tại vì mình biết san sẻ với là tình cảm với mẹ. Thí dụ như là mình đi đâu đó mình về mua một cái bánh gì đó là dọn ra mẹ rồi chồng mình ăn cho vui. À. Thì coi như mẹ cũng có một cái tình cảm. Nhưng mà cách đây bằng mấy năm á chắc làm dâu khó lắm mà. Không, cũng không có gì khó đâu Linh. Tại vì sống với cha mẹ bên đây á là cũng cha mẹ đã khó rồi. Bếp núc này nọ mình biết làm, coi như nấu cơm là cũng không bị sợ khét, sợ sống gì hết. Nhưng mà có một cái kỷ niệm nhớ hoài à. Tại vì trên nhà anh em thì đông, mà về với má con một là có 3 người thôi. Cái đi chợ mua 1 ký mấy khoai mỡ về nấu ăn 4 ngày. Nhưng má cũng không nói, tại má biết, tại vì đi làm về rồi đi học mai thêm. Rồi mỗi lần ăn cơm là má nấu sẵn cho ăn. Thì nếu có nấu thì má đã làm sẵn, sơ chế sẵn rồi xuống nấu thôi. Cũng đâu có biết là cái liều lượng đó là nhiều hay ít. Rồi hai mẹ con mà
không hợp nhau điều gì trong lúc làm dâu cô? Dạ, hai mẹ con thì cũng không có gì mà không hợp, về thì hợp lắm. Làm cái gì ví dụ như Tết thì làm mứt, hai mẹ con cùng làm. Dạ. Nhưng mà có cái là ví dụ như trường hợp trong nhà bếp nấu cơm thì tất nhiên là xào món gì đó thì đổ cái đó vô xào rồi thì cái rổ đem úp liền. Còn cái này thì cũng hơi bại chút xíu cho nên là cũng hơi cằn nhằn, nhưng mà có lúc thì nói cũng hơi sụ mặt, có hơi khóc, nước mắt cũng hơi chảy, nhưng mà nghĩ nó là cũng có cái bệnh cho nên là không có dám nói nhiều. Bị gì? Mổ tim 2 lần rồi. Năm 92 mổ 1 lần, 2008 mổ 1 lần nữa, là 2 lần rồi. Thành tử ra có muốn nói gì nặng á cũng nói nhẹ nhẹ thôi, cũng không dám nói nhiều. Thành tử ra cho nên là tại vì bệnh tim mà không dám nói. Chứ nếu như không bệnh chắc cũng có nói nhiều hả cô? Tại nhiều khi nói má nói thì cũng nói thì bây giờ con còn làm chưa có nấu xong, khi nào mà con rời khỏi bếp á mà con chưa dọn thì má la. Tại vì tính má là rất là kỹ lưỡng, coi như là cũng hợp gu, cũng chịu dọn. Nhưng mà dọn quá là cái dọn mình mới vừa để đồ đây ra, má dọn đi lên má lẹ tài quá má ơi. Thôi giờ mà chị làm cho mẹ chồng khóc chưa? Ấn tượng nhất là cách nay 7 năm. Tại vì cũng má buồn, nhưng mà cái đó là tại vì do má cũng nóng tính. Hồi xưa giờ là tính má rất là nóng, mà má giữa với má với ông xã là không thể nói chuyện được lâu. Mình về cũng là một cái cầu nối cho gia đình, là nhiều khi má muốn tính bàn cái việc gì đó thì má bàn với ông xã lại không được. Rồi cái má nói mình biết xong rồi, cái mình nói với anh là thỏa thuận xong rồi. Rồi khi đó là cái mới đem giữa lúc hai người thì mình đem ra mình bàn, thế là kế hoạch nó sẽ hoàn thành hơn. Rồi còn cái lần mà má buồn á là nó cũng có sự trùng hợp là năm 2010 á, thì mình cưới dâu thì 2011 thì có em bé ra đời. Thì em bé nó sanh vào năm Mẹo, thì mấy đứa nhỏ thì nó nghĩ giống như ông bà già xưa thôi, đẻ năm con nào là kêu tên con đó, nó kêu là con mèo con. Thì má cũng vô tình, má cũng không nghĩ. Tới khi tới hồi họ hàng tới chơi thì má nói: ủa sao kêu tên ông ngoại? Ông ngoại là tên ba của má. Rồi cái ông ngoại thì cũng sanh năm Mẹo mà kêu là Mẹo nữa. Cái má biểu là bây giờ phải thay đổi tên liền. Mà trong khi đó là em bé là kêu là 7 tháng rồi. Là Quyền Linh biết là mình đã quen rồi, nhiều khi một ngày một bữa thì mình đâu có thể là mình thay đổi được. Cái mình mới nói chứ thôi cái gì cũng phải từ từ. Chứ cái má thì má giận lên. Rồi cái qua Tết má đi chùa, cái má ghé nhà bà con chơi luôn, má không về nhà. Giận á ha? Giận. Biết má giận nhưng mà cái đó là mình thấy mình cũng không phải là sai. Đúng rồi, mình không biết thôi. Vậy mà hôm đó biết đổi tên, đừng kêu tên Mẹo nữa, đặt tên là đổi tên Kitty gì đó. Rồi cái xong, rồi cái anh xã ở nhà mới kêu mấy đứa con lại, nói chứ bây giờ bà nội là lão Phật gia của nhà rồi, thì coi như là cái gì mà bà nội vui thì gia đình mới vui. Thì thôi tụi con coi tính lại đi. Rồi anh nói chứ thôi giờ Mèo Việt Nam không cho kêu thì kêu Mèo Kitty đi. Rồi cái là thế là má về thì là kêu Kitty đó. Rồi cái má thấy là má cũng Kitty không có kêu Kitty luôn. Dễ thương quá à. Dạ cô ơi, khi mà mình đang làm dâu rồi mình lại có thêm dâu nữa thì trong nhà mình có gặp khó khăn gì không cô? Thì cũng có, tại vì coi như là giữa dâu nhỏ với lại dâu già như mình thì nó cách một cái khoảng, mà qua cửa bà cố nó là một thêm một cái khoảng nữa rồi. Cho nên mình ở giữa giống như mình cân bằng hai bên. Là nhiều khi cái bà nội hay la gì đó, nhiều khi nói là nó cũng không gọn hơn mình được. Cái mình nói chứ đẳng cấp như mẹ, bà nội còn chê, đừng nói chi tụi con. Thì không biết là cái việc chăm sóc cháu và dạy cháu đồ đó bà, thì không biết là bà với cô có đồng quan điểm với nhau không? Thương thì mình cũng thương cháu, nhưng mà mình nhắc nhở nó học hành, lễ phép, đi thưa về trình đâu đó rõ ràng. Đến nỗi như Hoàng Anh nó lớn 30 mấy tuổi rồi, vợ nó cũng vậy, là đi ra khỏi nhà là thưa mẹ, thưa bà nội con đi, về cũng chào hỏi đàng hoàng. Bây giờ mình xem ông xã chị nói gì nha. Nhân dịp coi như mẹ với bà xã thì tham gia chương trình Mẹ Chồng Làm Dâu thì coi như là mình cũng vui. Như khi bà xã về làm dâu đó, nhưng mà ở đó sớm có nhiều người lại tưởng bà xã là con của mẹ mình, còn mình là chàng rể. Cái đó là mình thấy là gọi là
người ta nghĩ vậy, nhưng mà mình thấy là cái đó là niềm vui, cái hạnh phúc của mình. Giờ mong bà xã nhưng cũng bớt việc lại, giữ sức khỏe. Về phần mẹ mình thì giống như cũng lớn tuổi rồi, thì cũng mong mẹ sức khỏe, nhưng mà cũng già thì nhiều khi cũng thấy trái tay hay cằn nhằn con cháu. Thì giờ cũng mẹ cũng coi là rộng lượng, kệ con cháu làm được mà đừng có thấy cứ trái tay ra mắt rồi nói nhiều quá. Dạ thì bây giờ con trai nó nói vậy thì mình cũng tập sửa lần lần. Già rồi nó cái nó cũng tánh nó hơi buồn, rồi thành thử ra làm cái gì muốn làm cái gì cho lẹ lẹ. Thôi chuyện gì á, để cho con cái nó làm, mình lớn tuổi rồi, mình lo mình hưởng thụ, mình đi tập dưỡng sinh, mình đi nghe nhạc, mình xem mở tivi rồi mình xem chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, hay là xem trình Bạn Muốn Hẹn Hò cho nó vui hả cô nha. Dạ rồi, cảm ơn cô với chị đến đây tham dự chương trình. Cô cũng muốn nói gì với con dâu của mình nhân ngày hôm nay không? À, thì cũng muốn cho con dâu từ đây tới về sau thì làm cái gì đó cũng hiểu ý chút xíu, khi mà ăn uống gì đó thì cũng phải kiểm điểm chút xíu. Ăn uống kiểm điểm ha. Chắc là trong nhà này là giữ được điều đó là tuyệt vời lắm cô. Bởi vì sống nhau trong cả một gia đình tứ đại một đường khó lắm, mà có những cái nụ cười thế này thì phải nói tụi con cũng rất là hâm mộ luôn á. Ha. Dạ. Chúc hai mẹ con mạnh khỏe, chúc cả gia đình chúng ta hạnh phúc mãi mãi bình an, và đặc biệt là gia đình thành công rực rỡ. Dạ, xin gửi tặng một cái kỷ niệm của chương trình. Cũng mong là má nói với má là má sống thêm 20 năm nữa đi còn làm dâu má nữa. Trời ơi. Hay quá. Dạ, con xin được chúc sức khỏe bà và cô. Dạ, con có phần quà dành cho bà. Đây là Natto Enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Dạ, phần quà dành tặng cho cô là Natto Gen, công nghệ sinh học và giảm men gan trong 6 tuần. Dạ, cảm ơn bà và cô đã đến với chương trình.